Đây anh em này, đây là trung tâm chợ chim cảnh. Rất nhiều chợ màu nhé, ở chợ này các bạn nhé. Đây. Chợ này nhiều chợ màu lắm. Những con chợ màu này có giá khoảng 500, 800, 1 triệu nữa rồi. Rất nhiều. Đây. Đây. Đây có một mồi này. Chào màu, những con này vài trăm. Mày quay vừa thôi nhá. Quay rồi. Lướt lướt đi, lướt lướt về uống rượu đây. Hả mi. Con này nó phi nó. Nó phi nhiều quá nó lõm hết cái đầu. Nó hoảng. Cụt hết đuôi. Này cô ơi. Đây. Cho con này ra lồng ra cho ra lồng xem cái gì. Con lồng không? Cho ra lồng thì cho nhưng mà cái sủng thì anh chịu được rồi. Thật là như thế, em không phải là không cho lấy ra đâu mà cho lấy ra. Triệu dưới một con trống. Ba em trà màu này khá đẹp. To. Chợ khá nhiều cho màu, nhưng còn má trắng, má đỏ, má trắng. Con này anh đẹp này. Con này, những con ở đây chìm những con đẹp đẹp này giá khoảng 800 đến hơn 1 triệu các bạn nhé. Cứ tưởng ngoài về thôi. Quá thuần rồi, nuôi ba mùa là thuần lắm rồi. Nhà con còn thuần hơn, thoải mái thò vào nghịch, chọc tay vào chọc nó phi xuống mổ.
Thế nào ông nuôi từ con này nuôi bao nhiêu năm mà? Con đấy là bọn nó nuôi khi già về đạp cho dọc trong học xanh, nhưng mà được cái nuôi thuần nhà nó gặp nghe lại lối hơi soi nhưng mà một củ soi nhưng mà mình lấy một củ thôi. Sạc được không phải nói. Sạc cho nó điện. Cắm được thì không phải nói. Kích cho nó phát xem nó có lăn ra không. Con này đẹp này. Con này cao hơn. Chị mới mang về 10 ngày thì 10 ngày phải đúng 7 năm. Anh mua 7 thì 2 chú kéo tỉa. Hay lâu cột điện à? Biết vậy nhưng mà mình giống lúc mình đi làm mình mời mời tôi cũng muốn đi nha mà bây giờ sau một lúc thì rồi cái này á buổi tối anh đi những anh một ngày cái thôi chứ bây đi làm thì cũng cả ngày rồi mai bảo là có thời gian đâu nữa thôi thôi đúng không. Đang mở cái thoát hết này thì nếu mà thì lấy những lượng bán hơn 1 triệu mình trả bó mình bán làm gì. Đúng rồi, con này chính xác là bán bao nhiêu tiền? Con này mà bán thì phải tầm 3 triệu 2 triệu 3 2 triệu 3 nuôi 3 mùa rồi, bấy được khoảng gần 30 buổi rồi. Đấy, nhìn cũng khá đẹp nhỉ. Dáng cao. Tốc độ mở nó mà ở đầu vuông rất nhanh nhá. Hót bung cánh ở mầm, bung xòe ở mầm, đấy, hót bung xòe ở mầm. Màu đá lên. Rồi con này nhìn ở trong thái độ ở trong cái lồng này nhìn đúng rồi, cho là lồng vuông kia thì con này bung xòe mầm ấy, hót. Cao chìm nhanh nhẹn kè là vừa kè phát là nó bung xòe nhá. Con này nhìn xa nó bung xòe mà. Con này đẹp mà. Chưa đi thi dàn phát nào đâu phải không? Mồi chỉ đánh mồi thôi. Thi mồi không thi dàn không mang đi chơi được không? Còn một con dàn ở nhà là dàn một con cà phê là ở nhà riêng đúng không? Nhà anh ở đâu? Ở sông Giáp à? Trong đấy bây giờ còn nhiều chim không? Hai triệu ba. Anh bảo con mồi nha, anh nhiều mồi quá rồi. Hôm nay chị bà cô kia không ra à? Chắc là bán hết rồi nhỉ? Bà chắc là cô kia bán hết rồi. Một con chắc là lười. Phải có mấy con mang ra thì bán mới bó. Đúng rồi. Chị hôm nay có nhiều hòa mi cả. 6 con được à? Hòa mi. Cái này có một con mi. Ăn màu. Đấy ở Milan à, năm bay xa. Chà màu bây giờ đây cũng khá là đắt đấy. Đây có một con cún. 4-5 lít một con, đây là con bình thường như này.
con to con đẹp thì mộc cũng phải 8 lít, khá là đắt. Này treo lên kia cho nó chơi tí đi. Hả? Ôi lười đi nhá. Hay đây treo lên kia cho nó chơi tí. Chim có mấy con chơi đâu. Clip vừa qua đâu. Xem kia như nó. Hả mi à? Anh ơi, nó mới sống của mi, nó mới sống to, nó thải nó sống như kiểu chúng cũng to, nó đang cũng kiểu. Rồi, anh em xem em chim họa mi này. Đấy, con này khá là thuần các bạn nhé, to chim lắm. Đấy, thuần mà to chim nhá. Đấy, màu lân không phải gần đá la lân đâu, nhưng con này to chim lắm. 3 triệu. Đấy, to chim, cao chim, thuần rồi, nuôi 3 năm rồi. Bán 3 triệu. Được cái là con này to chim, thuần, dáng cao. Chưa thấy ông mang đi thi chưa đây nhỉ? Nghỉ lâu rồi à? Mới con thi đạt giải kia bán hết à? Những con đạt giải bán cao ấy nhỉ? Chim là vô giá rồi, đúng rồi. Mai xịt lô khả năng là không thấy đâu. Đổi con này lấy khoảng 1000 điểm. Đổi con này có lấy khoảng 500 điểm lô được ấy nhỉ? Tao không lô đề đâu mà. Chỉ đánh miếng thôi, không lô đề đâu. Không cờ bạc nhưng không lô đề như cờ bạc. Không lô đề như đánh liêng thôi. Được, nói chung là con này bán 3 củ, 3 triệu. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Nói chung là thuần. Khá là thuần. Thuần chim. Ba con à? Tác giả bán 100. 100 một con gì? Con phượng hoàng đất nuôi nhỏ thì nó mới, còn nuôi to này thì khó, không thuần được. Cái này nó nuôi từ nhỏ thì nó thuần. Nhưng phải đọc nó. Con gì vào nó phải, nó phải quen chủ cơ. Con này anh nuôi từ bé à? Ba con. Cách nhái nó ăn hết mà con này. Được cái phượng hoàng này là nó đuôi dài, nó đẹp. Con thử đây bạn ấy thả vào cái cụt kia đây. Đừng cho vào cái lồng bé quá. Con này phải nuôi 2 năm rồi bà. Năm ngoái nữa. Đỏ hết chân này. Đỏ mỏ. Thế là bán con to bao nhiêu tiền một con? Bán dưới một con á? Ủa, phường hóa đất thì khó. Con nuôi nhỏ năm ngoái em mua con nhỏ mới có 50.000. Năm ngoái nhà em là nuôi một đôi. Nhưng phải nuôi nhỏ thì nó lớn lên nó thuần thì thả mình có kiểu mới được, còn to này thì thả vì đẹp thôi. Ba con rồi, con anh nuôi thương nhỏ cũng thuần rồi, đúng không? Thả vì đúng không đấy, thuần đấy, nuôi lồng bé bé. Con này thả vì đẹp, phượng hoàng gọi loan phượng.
Ui. Hả? Ờ ngoài rồi. Chuột à, con này con chuột à, chuột lang à, phải chuột lang không? Anh vừa mua. Con này bao tiền mua, con này bao tiền? Đôi 300. Chuột anh? Chuột sao? Chắc là thế. Chuột này chuột chuột nước ngoài. Thì nó cho rau cỏ vào nó không được mầm. À. Chuột rau. Vào chuột lang hay sao? Chuột. Chuột này nó bắt chuột, chuột nhà bắt chuột kìa đi à? Bắt không? Không biết được. Bao giờ? Thả ra kéo nó sống đi. Thế hay hay thì mua sẵn phần rồi, chuyện này thì ngon phần rồi. À. Ôi, bao tiền? To nhỉ. 300. To rồi. Mọi thịt cứ gọi nhỏ nhỏ đấy nhỉ. Đấy, khá nhiều anh em xem khu vực cứ mỗi một chỗ này có một nhóm xem chim. Đây là Tiểu My à? Tiểu My của anh Trung, anh Trung đâu rồi? Không biết đi đâu rồi. Chắc về thì sao? Chim của anh Trung mà. À. Ờ anh Trung bảo giá bao nhiêu thì bảo người ta thế. Con này được cái này, con này. Sao mũi cộ. Con này là còn giống Tiểu My phải không? Phải Tiểu My không anh? Tiểu My hot giống như nào? Biết giống thế nào? Má trắng. Chân đến cổng chào vào thì nó còn nó còn nó lại chân đến cổng vào xanh nhưng mà không ăn đấy. Tụ điện à? Ngoảnh mặt chỗ khác rồi. Quay quay điện cho nó đấy. Sạc điện quay điện. Khuyên. Lồng bẫy. Nuôi từ chim da lên hay sao? Nuôi từ mắt đỏ lên, không phải là chim da ấy, mình nói là mắt đỏ lên. Nhiều mồi quá phải đi mang đi bán này phải không? Ba mồi anh em, ba mồi. Ba mồi. Vip một con vừa cà phê vừa ấy. À. Mang đi cà phê cũng được à? Nhà mình nhiều con quá nên không có người ăn được. Cái này con này mình chăm nó cũng hơi kém. Lực cũng chạy bây giờ ăn được. Đá lần khá là dài chim to chim ấy. Nhưng mà để bảo là gột cũng là gột cà phê con một người gột cũng đẹp không phải là to lắm nhưng mà nó kiểu nó
Giải chim một này, giải chim mà. Ba mùa rồi đúng không? Mò mỏ. Con này mang đi bấy được nhiều chưa anh? Gần 30 buổi rồi, bây giờ mình toàn mang mấy con dài kia đi à, đánh nó quen à, cũng gần được 30 buổi rồi vớ. Ừ. Toàn mang mấy con già à, với mấy con kia mình chơi lâu hơn thì nó kinh nghiệm, nó đi đánh nó hơn con này, hơn con này đúng không? Ừ. Là nhiều mùi quá, hôm nay phải mang đi hơn 2 triệu quá. Chỗ con này được cái dài chim này nhờ, chim dài đá lân ba mùa rồi, chân bốt thế anh nhìn chân à, chân bốt rồi, chân bốt vơ lên bốt à. Ừ. Con này mà thả lồng kia hot nhiều ấy nhờ, cái này cho ra lồng vuông nữa, cho lồng vuông hot nhiều lắm ấy. Con mao mỏ đúng không? Ở đây nó mao mỏ như này rồi thì mao mỏ. Con em chưa mang ra đây bao giờ ấy? Chưa mang ra bao giờ. À, hôm nay mang lần đầu tiên. Lần như toàn mang con hay đi cà phê ra. À. Mang con này ra để xem bán nữa. À. Chợ hôm nay không có chim đâu nhỉ? Chợ này không có chim. Đâu? Bán được này mang về cái hot. Ờ, mang về cái hot. Nhiều lúc thế, nhiều lúc ra chợ không kịp bán, không có bán, nhiều lúc ra ít khách hỏi. Nhiều người hỏi chẳng qua là rẻ. Rẻ quá đúng không? Ừ. Đấy, đây có ba em chào màu khuyên ở dưới. Ui, còn to chim nhỉ, con này còn nỗi gì, con này to dài chim dám ăn luôn. Mồi đấy. Con này là con mồi dài chim nhỉ, dài to. Không dài. To con này, tự cái dài chim, to chim này. Đấy, búng cánh ở mâm. Trên này có ba con trên này cũng nhìn khá đẹp. Con gác kia bốn cánh đúng không? Ngọt. Có thể bán không em? Dạ. Bán không? Có, em mang lên bán mà. À, bao nhiêu? Ở đây bao nhiêu? Còn 2 triệu tí. 21, 22, 28. Nhà chừa mồi, hai con mồi, hai mồi đi. Hai con bốn mồi. Con mồi ít nữa. Con thấy cũng màu lên đấy chứ giờ đấy mẹ đẹp phết. Hót vừa búng cánh ở mâm đấy nhỉ.
vừa hót vừa búng cánh không? Toàn là chim mồi đấy. To chim. Con bên này to chim. Búng cánh. Con nó thì bị lồi tí, con cái giang hay lắm. Cháu này đúng 3 vụ nhưng mà cháu mang đi lấy con đấy. Quá là mang đi, ở nhà mình cứ toàn đánh một cứ con 4 vụ, 5 vụ kia. Ra ngoài này được giảm. Con của em đây ạ? À? Con bên trong kia to chim không? To này nhỉ? Ờ. Hầu bò đấy, con đi. Con đi khả năng hầu bò ấy, giờ. Mồi đấy. Con nào thế? Mấy con này. Hót búng cánh ầm ầm. Đấy. Này bắt đầu đem chim ra. À, thằng này thế nào đấy, bắt đầu bẫy được nhiều. Chào mào. Trước một lần này thằng này bẫy chim bán mới rẻ này. Trước bẫy được nhiều bán rẻ. Bây giờ nó đắt rồi chứ trước. Chí chà. Em này. Đấy. Con này đi xe đi chơi quen rồi đấy. Đi chơi quen rồi mới đứng ở đây. Biết đứng. Xong xong. Trước thì muốn kiếm cỏ với nhau nhiều, cỏ trước thì nhiều. Mấy năm lên đấy. Con này con chào móng núi à? Chào móng núi. Khuyên. Khuyên rất nhiều khuyên. Bây giờ thành quen rồi, mấy con này thành thuần rồi nhỉ? Anh nuôi từ bé gì nữa? Cái đợt là cha kia bé ăn gì đó. Ây á, mổ tay quá kìa. Cáo cả cướng. Vẹt. Quyên. Đấy, ăn đi, mổ đi. Ui mật. Mấy con này anh đã nuôi từ bé anh chưa? Từ lúc bé bây giờ quá thuần rồi. Vẫn phải bón à? Ừ. Ôi giờ. $300.000 một con sáo. Vẹt. $500.000 một con. Khuyên. Rất nhiều khuyên. Khuyên này. Ô, con này mắt bị... À không phải quá. Ấy à, ỉa ấy ấy. Quên thì mấy chục nghìn một con à. Hút mật. Con này hút mật nó cũng nhiều dòng lắm nhỉ, phải 5-6 dòng. Rồi. Tiếp tục ở bên trong này. Cuốn trà than trà lửa Quế Lâm. À, đây là chim Quế Lâm này. Quế Lâm này 200.000 một con Quế Lâm. Giọng Quế Lâm rất hay. Chè than và chè lửa. À, chè lửa. Bạn cún này chắc tôi đi cắt tóc đi. Bạn cún. Chà màu. Bạn lực. Bạn hướng cái treo dàn nữa kia. Treo đây. Dàn treo quái. Chưa đủ tuổi. Nó vừa bảo có bán con này 3 triệu anh được ạ. Cái này này.
3 triệu bán được. 3 triệu. 3 triệu nhưng mà vẫn chưa thèm bán. Thì được. Được, con này của nó to đẹp này. Khá to đẹp con chim này, con chà mào này. Con này bán 3 triệu. Chà mào khá là to đẹp luôn. Bán đâu rồi? Chà lửa này. Con ngoài đuôi dài. Cái gì đâu ăn? Tạp run dế nhái nhép chưa hết. Bọn này nó ăn tạp rồi. Vẫn làm cơ khí ở chỗ ấy mà, chỗ làm máy đóng gạch ấy, phải không? Thế là nó làm đấy lâu rồi không nhỉ? Làm đấy khá lâu rồi. Chưa mấy năm trước gặp nó bảo làm đấy. Làm đến lương cao phết đấy. Nó làm cao, làm cao. Cao mười mấy triệu ấy. Hả? Nhưng mà bẩn. Thì phải lương cao nhưng mà nó phải chấp nhận được gì nữa. Chuẩn lắm rồi nhỉ? Chuẩn lắm rồi. Lắm rồi. Con này mang mồi được không? Nói chung là mang mồi xong đớm vớt rồi, không chơi mồi, mồi con khác. Muốn khác ở nhà con mồi không tay nữa mà có thể nó như cái này là con mồi chứ mộc lên nuôi để thuần để chơi. Nói chung là bọn nó nuôi mộc lên thuần thì mình lấy về mình để chủ yếu chăm để canh giàn. Giàn con này chưa thi đâu phải không? 300 chưa lần nào đâu mà mới lấy lại, mới lại. Em biết tiết thời gian đấy, em biết nhiều. Mày đi thi dàn đó. Cứ vào top 20 là ngon rồi nhỉ? Bản đồ mấy lần top cũng còn rồi. Hôm nào có đi văn quan không? Không đi. Đâu là lâu lắm rồi, đang nghỉ lâu lắm rồi mà. Đang gọi là ôm con này để lên để chơi. Con đi thi dàn vào top 20, top 10 thì mẹ xuống dàn là anh em quất ngay rồi đấy nhỉ? Có thằng hỏi ngay rồi. Nói chung là bây giờ mày chỉ cần đi dượt mày chơi khoảng độ 2 tiếng 3 tiếng bắt đầu chả được mấy củ. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mày cứ đi mà dượt mà thấy tìm thì thôi vứt. Nói chim hót thì... Lên dàn là không rỉa lông rỉa cánh là xê ri nữa. Rỉa lông rỉa cánh là vứt rồi, xê ly rỉa lông rỉa cánh. Con giải nhì đấy nó là bán 18 củ rồi. Sao là con đi dàn xuống dàn phát là top 5, top 10 là xuống là khối anh sách ấy. Không có top 5 đâu, nó chỉ top 10. À top 10 thôi, vào top 10 thôi, top 10, top 20 thôi. Nhân nghỉ 3, top 10, đúng rồi. Cũng khá là to chim đấy nhỉ? To mà. Con này to chim đấy. To đẹp đấy. Tao phải lấy tiền đấy. Xấu rồi lấy được gì? Thế là lấy 2 củ dưới. Xuống giả lấy phát là qua tay phát là có người giả 2 củ dưới. Đấy, bây giờ 3 củ không bán luôn. Đúng rồi. Một đáng gì đâu mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Sang này xem à, bên này có một số chà mào. Má trắng. Mua mì à cánh? Mua à? Vào nhà mới đẩy, cho tôi được mì.
làm thế nào mà ra chưa có ai bảo anh đâu. Chị xem mắt thấy rồi không? Cái ngoài bên này. Con thấy hình này. Xem được cái lồng mè. Con mày á? Cái con vào lồng mới sờ, cái vào lồng không sờ. Cái thử cái xe đi con. Em không bảo anh đâu. Hả? Ra chợ không bảo anh đâu. Thật chứ? Nhưng mà không khả ghê đâu. Đi mua con này cho ai? Con này 1.1 triệu thôi. 1.2 triệu thì bán 1.1 triệu được bớt lồng cho 100. Mãi, cả lồng luôn. Lồng bán làm gì? Bán lồng để còn để còn lấy chi ra bán nữa. Con máy, máy bây giờ tầm hơn 1 triệu rồi. Máy này đẹp mà. Đa số bây giờ máy giờ trên máy này. Có khi người nếu mà ông đấy mà lấy về. Độ một đắt nữa. Ghép hộ chiếc được. Máy này. Có con đẹp còn đắt nữa. Đúng rồi. 1.1 triệu là bình thường thôi. Còn thế là còn nữa. Hả? Nó khan thiệt. À, 2 củ con này. Cám hiển, chăn cám hiển đấy không? Mua 2 củ mà có khách giả 3 củ là được rồi. Bán làm gì? 3 củ để muốn bán đấy. À, thế con đẹp này đi đâu kiếm? Với lại bây giờ tự dưng mà mua được con thuần ngay như này về lấy lắm rồi. Con này nó nuôi mấy mùa? Nó nuôi được 2 vụ. Hai vụ. Chứ là thuần lắm rồi. Quá thuần. To thế, con này to chim nhờ. Đấy, con này to chim này. Mình ơi, mang chim về quay đi. To đẹp con này. Con này nuôi mấy năm rồi hả? 3 năm rồi thì đẹp rồi nhờ. Thuần rồi, thoải mái mày quay vào sát luôn. Con này á? Thoải mái quay sát vào nó mà. Thuần, thuần lắm rồi cơ à? To nhờ. 3 năm rồi. Mang ra bán à? Mang chơi à? Là chim gướng. Con này quen rồi, thuần rồi. Quá thuần rồi. Bây giờ bằng lấy tiền anh lấy được thì lấy cho nó dễ. Quá thuần luôn. Hót trên tay. Đúng rồi, con này hót trên tay rồi. Ở nhà có con thò tay vào tao móc thì nó bổ mông tay luôn. À. Dạo thấy ông cũng đi. Giờ thấy ông đi thi chim trước đấy nhỉ? Trước là trước. Quá thuần. À, thế ông nuôi lâu rồi, thuần rồi. Con này bây giờ mà phát lá hay bao tiền? Con này bây giờ 3 củ chưa muốn bán. À, 3 triệu. 3 triệu còn chưa muốn bán này đúng không? Khá đẹp. Đấy, để chờ than. À. 350 con chòe than các bạn nhé. Đấy, khuyên này thì mấy chục nghìn một con thôi. Cu này vẫn 300.000 một con nhé. Cu gáy 300.000 một con cu. Quế lâm này. Thiếu đầu bạc mà.
1 triệu à? 500 ạ. 500 ạ. 500. Ờ, chờ kia nó hot không? Chưa, còn này, còn này chưa treo lên được. 5 lít. Bấy lâu vậy? Hả? Bao tiền cái này? 500. 500. Chào bao. Đấy, hai em chào bao này khá đẹp. Bắt được cả tổ, anh bắt được cả tổ à? Chưa. Cả tổ có 3 con à? Bắt được bố mẹ không? Bắt con non nuôi. Chính anh nuôi một con non nhỏ mà cứ thả nó lăng tong theo mình hay ấy. Từ bé anh nhờ. Ăn hết mà, bọn này ăn hết hoa quả. Thịt trước. Cám gà ăn, bơ chăn cám gà ăn hết rồi. Không có thức ăn thì ăn cám gà. À, ăn hết đúng không? Năm ngoái ăn hồng. Chuối trước. Năm ngoái bọn anh mua 50.000 một con. Bắt rồi, Hòa My. Quả mi mái, hai con mái. Đi, con này họ mi mái, mái nhưng mà nhìn mặt khá là ấy. Đây là gọi là con sâu rồng đúng không? Con này nó bò ác lắm kìa. Con sâu rồng nhá. Đấy, đây là sâu gạo này. Đấy, sâu rồng này bây giờ có bán tìm một lạng nhỉ? 25.000 nhá. Sâu gạo này là sâu 20. 20. Đấy, dế này là dế vàng là hà bao nhiêu tiền? Dế vàng 25.000 một lạng. Dế đen là 35. 35. Đấy, dế đen nó đắt tiền hơn, coi như là dế đen nó ít chết hơn. Nó bền hơn. Nó bền bỉ hơn, nó ít chết hơn dế vàng. Anh em mua dế mà muốn để được lâu ấy phải mua dế đen. Đó, nó sẽ không chết. Nó cứ
cứng con hơn, dễ vàng. Đấy, sâu rồng. Đấy, đây này các bạn này, đây là khu vực chính của chợ chim này. Đấy, khu vực chính của chợ chim từ tiếp bên kia nhé. Đấy, từ ngoài kia vòng vào bên xe máy này, vòng vào các loại ô tô bên kia. Đây là trung tâm chợ chim rồi. Đấy, ở đây bán rất nhiều lồng chim, đủ các loại lồng luôn các bạn ạ. Này, lồng ni này, các lồng phóng này, lồng tập lực này, lồng tắm này. Đấy, khu vực đông đông ở bên trong kia là khu vực anh em mang chim ra chơi và bán này. Đấy, còn khu vực này thì đây, khu vực này thì có những dòng chim nhỏ của đại ca. Con gì chơi trong kia? Cua à? À, một câu à? Nhìn xa xa. Tất cả các loại. À, tất cả các loại. Kiểu mi này. Kiểu mi. Đà Lạt mi miền Bắc này. Con này có chào bà bông. Khuyên này. Đấy, khuyên này có mấy chục nghìn một con này. Chào mà bống này nhiều, đầu tiên con này nhiều mà tiểu chắc bị rụng rồi. Tiểu mi này, chim khuyên đây, đây là con chào màu xanh đợt trước nuôi này. Đấy, cái này con chào màu xanh thôi. Đây, khu vực này bán cám chim nhé. Bên kia bán chuối kìa. Cám chim. Đây, đây là trung tâm của chợ chim. Họa mi Thảo mi ở đây có giá hơn triệu một con. Mái cũng trống thế, mái hơn triệu một con à. Đắt phết đấy. Thế này có 6-7 con thảo mi. Con này bị ngoái à chị? Không phải ngoái đâu, em mới con ngoái phải không hồn thôi. Lưu một con. Chiều dưới một con đúng không? Họ mi trống chiều dưới. Khi người ta mi là đắt mà. Con mái hơn triệu, mi là đắt. Con mái ở bên kia còn có người bán triệu 8 mình. Ở đâu? Cái mái đẹp quá phải không? Nó phải con chim, nó phải như thế nào chứ? Ờ, con chim luôn. Gà chọi sao lần. Gà to nhờ. Này con phượng hoàng đất đấy anh ạ, nhà không có con non. Đấy, chợ chim bắt đầu đông dần lên rồi. Toàn khu vực này là chợ chim cảnh. Chỗ này bán rất lồng chim và phụ kiện. Con này ngoái nhiều quá nhỉ. Chào mào. Con này ấy ạ.
này bỏ lồng qua bỏ ấy vào thôi. Máy nhiều quá. Con em có trống không? Không, không có trống đâu. Trống để nhà. Con đấy là 1 triệu là bán con đấy. Cùng nhau đấy. Mái 1 triệu. Cùng một lưới con kia đắt hơn. Con gấp đôi. Con mái kia 2 triệu à? Con này con mắt đẹp lắm. Nhìn con chim giống như con chim trống à. Má trắng, màu má trắng. Con đàn ba con. Con này là con. Con này là con.